chuẩn bị qua Trung Quốc các bạn. Đây, chuẩn bị qua Trung Quốc, mới vừa bên hải quan Việt Nam xong, nhìn còn lẹ. Chuẩn bị bước qua biên giới nước bạn. Bước qua Trung Quốc rồi các bạn. Kia mới bước qua Trung Quốc em. Chỗ này mới bước qua Trung Quốc nè. Phía màu trắng bên kia là Trung Quốc đó các bạn. Rồi có cái máy nè. Đó, đang kêu đó các bạn. Bước vào biên giới bạn, biên giới nước bạn này. Kêu rồi qua Trung Quốc rồi nha các bạn. Cửa khẩu Trung Quốc, cửa khẩu hàng khẩu. Qua Trung Quốc rồi các bạn. Đợi hello. Đứng ngay chỗ hải quan á. Người ta chụp hình khuôn mặt của mình rồi xem hộ chiếu hoặc sổ thông hành thôi rồi qua, rồi soi chiếu hành lý. Bây giờ vô vào thành phố Hà Khẩu các bạn. Hà Khẩu là cửa sông. Thành phố Hà Khẩu. Đang ở cửa khẩu Hà Khẩu các bạn. Qua đây rồi. Rồi đây xe lửa nè, đây thành phố Hà Khẩu Trung Quốc, lửa tiên được xuất ngoại luôn. Phố phong nhân tình tha hương như vậy. Dịch cái để tiếng Việt luôn các bạn. À, bán đồ ăn, nguyên đồ bán đồ ăn nè em, nguyên bường đồ bán đồ ăn. Thank you.
Thank you.
不道歉不道歉 good góc phố là đẹp nè, ra chụp nhanh tấm em đi em chụp nhanh. Thu kèo bớt lên dễ dàng lắm. Thế là cái sở công quyền bánh chân gà. Giao đáp A Phương Quy Chát Zalo xe điện
Thank you.
đây là lớn. Này bờ sông các bạn, bên kia là Việt Nam, đường phố sạch sẽ gọn gàng các bạn, xe hơi nhiều, người dân cũng nhiều lai rai à, không có đông như đúng cỡ bằng bên Lào Cai của mình. Mà đường phố người ta phải làm khang trang lắm. Được rồi nè. Quét được mã nhân khác, quét mã QR giúp các bạn. Chạy muốn xe điện chạy chứ đi bộ không nổi à. Đi bộ là thua. Ủa sao nó dùng camera này không vậy? Sao nó quay mặt tôi không vậy? Ok các bạn. Không có để, không có để. Đang quán ăn ăn được review nhiều ở trên TikTok các bạn. Quán nước ông chọc, một nước hành tây. Gì nào gọi là quán nước ông chọc? Có chỗ ngồi nữa kìa, không có nhà vệ sinh nữa. Mình chọc nè. Đi ngủ rồi. Ba đứa gái,
bao nhiêu một cái? Ở giá tiền, giá tiền đó. Tiền giả quá, tiền giả. Đầu dịch thôi. Cái này. Tiếng Anh. Nói tiếng Anh không hiểu rồi. Bao nhiêu một xiên? Bao nhiêu một que mực? Mực giá bao nhiêu? Hai đồng một xiên. 7000. Bây giờ đi Sichuan. Có Wi-Fi em. Chưa đây chuẩn bị mức sống này. Không có Wi-Fi đâu. Chắc chắn là 20 đồng. Mười bốn. Không đủ. Bây giờ không có. Tiền tệ ấy, chưa thấy tiền tệ bao giờ. Nếu một cái được tiệm trà sữa Anytime and ET Time các bạn, chưa cung cấp nhiều vật liệu trà sữa Việt Nam luôn, mà tao ở đây mua nguyên vali luôn đem về. Nã có nhiều người khách thùng đi về luôn các bạn, đi ra đây luôn. Người Việt Nam mình mua á, chuyên cung cấp trà sữa là lúc dịch, trước dịch là hôm nay cũng là chuyên cung cấp trà sữa cho Việt Nam luôn, cho thị trường Việt Nam của mình. Chắc người nghĩ chắc khu vực Lào Cai quá, không biết nữa. Mà đang mua nhiều lắm. Đang ở trà sữa Anytime, Tea Time các bạn. Sữa lớn ở Trung Quốc, ở bên Hà Khẩu nè. Người ta mua đem về nè. Mua hết đem về các bạn. Là cầm thùng nè, là sữa. Mới có một người rất nhiều người mua đem theo xe kéo nè, thấy qua nhiều người rất là mang theo nhiều xe kéo lắm. Mình uống ô long gì bắp rang bơ, sữa bắp rang bơ cũng ngon các bạn. Bạn mình uống trà sữa ô long bình thường uống ngon nha bạn, mà giá rẻ nữa, tính ra có 30.000 hả, đúng không? Mới mua trà sữa trong quán này uống nè, tiệm nhỏ nè các bạn, trà sữa ngon các bạn, ta mua về, không hiểu mua mà pha sẵn này nha, chắc không bỏ đá, mua về, thùng thùng luôn, có người xách vali luôn, đi siêu thị các bạn, đây bán đồ phượt các bạn, bán đồ lính nè, bán đồ lính, bán đồ phượt, túi sách. Bà lô thắt lưng dày
mấy gì ta? Lẩu qua quanh thi thủ Nhật Bản. Mua đổ 49 tệ tặng một ly nước thanh hoa nhạc. Được review nhiều các bạn. Không khí bên đây cũng trong lành mát mẻ các bạn, không có khói bụi nhiều. Công viên này đúng rồi, nói là thành phố bản tỉnh, thành phố lớn đúng không? Hà Khẩu là cửa sông. China Mobile nó bằng biển nghĩa là phải bán một tàu rồi bán hai tàu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quay khỏi xe nha. Chờ muốn gặp đến thời điểm. Chắc tôi nói tới một quán được tại đây một khi chắc khoảng 3 phút. Giờ mình không có tiền trả xe. Một chiếc mô tô các bạn, mình thấy trên mạng nè, nhìn giống chiếc Ducati Diavolo. Và cái này là Benelli nha các bạn. Chụp lại Benelli đó. Dữ dội. Để nó hết rồi nha. Đó. Vui rồi. Biết chắc bên đồng hừng đồng luôn á. Giờ thưa tấp nập bên đó hơn chỗ này. Để hỏi người ta có cái hình cũng Where this? Supermarket. 前面那条路又转过去就是了。 Thank you. Thank you. 你刚刚你才会。 cứ chỉ tay quẹo thôi chứ. Body language thôi chứ mà nói họ hiểu rồi đó. Song ngữ ở đây, song ngữ tiếng Trung Quốc và tiếng Việt. Tổng họ rèm cửa sổ Hàng Châu. HK Vision kìa. Thank you.
Là small mall nè em, shopping mall. Tôi để tiếng Anh, không cần dịch. China Mobile. Bây giờ mọi người đeo khẩu trang các bạn ơi. Chắc bây giờ ta đeo khẩu trang riết cũng mệt rồi. Ship ship bưu điện về được mà. Được. Thầy cũng ship bưu điện nhất về đó, ship chung. Đồ đồ chơi nít các bạn. Đây, shopping mall nè, chỗ quẹt phải nè. Dưới lòng đất đúng không? Đồ ăn burger này. Chưa giữa kia chú gì nằm đẹp đó này chưa thấy thẩm mỹ nó để cái gì thì có hàng tiện lợi của Mỹ với khoa cái này giống như là cua dịch đó mà đi chơi cua dịch luôn. Những lắp đặt phụ kiện trong nhà rất tiện lợi. Very heavy. Oh, thank you. So this. Okay. Đồ Trung Quốc không ạ các bạn? Coca Trung Quốc nè. Trứng Trung Quốc. Gia cuốn Trung Quốc nè, em. Gia cuốn Trung Quốc em. Sữa đậu nành Trung Quốc. Hương liền bánh ngọt. Đã nhìn nó mịn. Giá là 2. Bạch quả á. Bạch quả đó. Đó là bạch quả đúng rồi. Bánh này nhỏ quá trời luôn. Sữa. Bán nhiều đồ ngon các bạn. Bánh. Bánh nhỏ. Mày bánh giống bánh bao chỉ quá. Đây mày Việt Nam như là chập chờn.
cây ngự có 3 tệ. Ăn chắc ngon kình không? Rẻ vậy? 3 tệ hả? Mười mấy ngàn à? 3 tệ với 5 tệ không à? Ủa cái này nhìn... 3 tệ là chứ 10 ngàn, 11 ngàn à? 3, 15 ngàn. Ừ, 3 tệ. Rẻ, đồ ăn rẻ lắm các bạn ơi. Nhìn ngon lắm, ngày gì người ta cũng khen qua khẩu ăn ngon và rẻ. Ủa, có 3 tệ 2 cái rồi, sao rẻ vậy? Có 3 tệ rồi. 1 tệ là 3.500 đó các bạn. Đóng màn thầu này có 5. Cái bịch này có 10 ngàn thôi. Ghê. Nhiều tệ? 10. 3 10. Mấy ngàn đó, mấy cái này nước. Có nước này quen quen nè các bạn. Evie Bình có nước lại là không thấy nghe quen nha. Không có Aquafina. Evie Bình. Evie Bình. Cái bánh bao không có 1 tại 1. Đảo quá hả? Cái lẽ đăng ký đây hả? Đẹp. Ăn giờ đã luôn. Ừ, hải sản đi. Nhiều món quá trời luôn. Nhiều món hay mà rẻ, giá rẻ quá. Này, cái sản phẩm từ bò. Thử hết những món này thì không thể nổi rồi. Sức người có hạn. Còn mấy cái món mắm giống mình đúng không em? Có mấy món mắm giống mình quá hả? Nắm kìa. Có hải sản. Cá tầm. Cá không được các bạn, cá tầm. Cua này lạnh nên nuôi cá tầm nhiều. Ngày chê nè. Rô. Thịt gà, thịt heo, thịt bò. Rau các loại. Trái cây các loại. Làm siêu thị nhìn cũng đẹp và khang trang. Vùng ven á các bạn, chứ mình là không có đâu. Chứ vùng ven của mình là thua, không có mấy chỗ này như vậy đâu. Vùng ven của nó bán đồ đã hả? Ván đậu các bạn, thủ kỳ ván đậu nè. 1 ký là 34 tệ, 24 tệ. 10 tệ là 35 ngàn đó các bạn. Miếng rong đường. Ăn uống cũng như Việt Nam mình thôi, không khác gì. Đường gia vị. Họ làm nhìn nó khang trang, đẹp đẽ. Đường phèn. Loại gia vị nó chấm, giấm quá ha. Gia vị Trung Quốc. Xì dầu. À, ham, mấy cái ham. Mấy cái thịt. Đây là giống như khoai tây chiên nè. Không, cái này giống mì. Mì trứng. Mì trứng là giống như cái mì Ý à. Mì cái gì mì Ý vậy. 38 ngàn 1 ký, thịt lươn ký á. À, bánh cân ký á hả? Hay bán giống giống trong khi trong hội chợ hay bán á hả? Thì cũng cân ký hay gì? Ừ, cân ký. Mà nếu mà có người ở đây á ha, người ta lấy đồ về cho mình bán Sài Gòn cũng được. Nhưng mà này nhìn ngon quá mẹ. Ừ, nhìn ngon, mút quá, nhìn nó mút nè. Mình lấy thử. 1 ký là bao nhiêu tiền? 39 tệ.
hãng Dương qua coi nè em. Em Dương qua bữa uống cà phê đã đưa cho mình nè, mình không ăn. 4.8 tệ. Lên ký đi. Bốc gì? Lên ký bánh vàng thử các bạn. Thiết kế đèn đồ đẹp ghê, bánh cân ký một đống quầy luôn các bạn. Có loại 38, có loại 20, 30. Biết nữa, để bảng nè, chắc từ khúc này qua nè. Nhìn từ khúc này qua. Còn bên này để giá. Hàng ốc chó nè em. Em hạt ốc chó các bạn. Đảo các bạn, mình thích ăn hạt lắm. Ốc chó, hạt đều, hạt dẻ là mình thích ăn lắm. Cũng rẻ, giá đó là rẻ đó. Giá này là rẻ lắm á. 20 tệ là khoảng 70.000 ký. Cho ha, ốc hoặc chó. Ôi đã quá các bạn, táo đỏ. Em, học gió 70.000 ký à. Rẻ. Táo đỏ. Này hạt gì đây? Nhãn khô. Vậy quá. Bánh xốp trứng hả? Giống trứng gì đó. Rất khô. Mang thầu. Không mang thầu đâu. Có một lại một cái. À cũng được. Tổ thúi. Em bánh, mấy cái bánh đã quá em. bánh tiêu nè, gì nè, bánh tiêu nè, hỏi bánh đu 22 tệ ký nữa rồi. Bông mì chu lấy hai cái được mà. Hỏi bánh đòn ngon quá, bao mới được Google dịch đi. Ăn liền không có chỗ để à, không chỗ ngại. Chắc nó hấp giống như nó hấp, rồi hấp hấp gì ta? Hình như mình ăn liền được đó người ta nhờ cô này hỏi giùm các bạn, không biết tiếng đó. Dạ. Nhưng mà mình mua ít được. Nhưng mà con thử xem khẩu vị. Con thử xem khẩu vị đó. À có vị, có nhân. Có nhân nhưng mà xem lại gì cơ. Chắc là nó có nhiều loại lắm. Bánh ngon ghê các bạn. Cái loại này nhá, cái loại rẻ lắm các bạn. 3 tệ cái này. Rồi ổi mấy mì luôn, đã ghê. Ở đây làm gì làm nóng được? Ở đây nó không làm đâu. Thử hỏi nó xem, nó không làm được đâu, đây à. Mua nguội Thank you.
hàng thâu nè. Mấy bánh nó ngon cô ha. Mấy bánh nó nhìn ngon ha. Đây là bánh khô mua. Mà bánh bao. Dạ. Bánh bao các loại, màng thầu các loại các bạn. Mà mình đi cân ký kia kìa. Nhìn mấy cái bánh bao ngon ghê. Bánh nào? Mấy bánh bự bự này mấy cô lấy. Màng thầu. Nó không có nhân. Có nhân không cô? Nó bột không? Dạ, màng thầu á. Đây này, ăn nhân cái loại nhỏ này. Dạ. Loại nhỏ là nhân thịt hành. Cái này cũng nhân này. Dạ. Cái này nhân. Các cô ở Lào Cai luôn. Ở Lào Cai. Chắc qua đây thường xuyên à. Ừ, thường xuyên. Qua đây đi chợ rồi. Đi chợ nhưng mà cũng thích mấy cái đồ này lắm. Ừ, mấy thích ăn. Con Sài Gòn ra đây, lần đầu đi. Công nhận chị ấy vậy, không ai dẫn à? Dạ không, hai đứa con tự đi. Ôi giời, Sài Gòn đi xe máy quá giỏi đấy. Đi lần đầu tiên Sài Gòn ra. Thầy sư, thầy miểu chữ cô, chân thầy ý tư ý sư lại. Ờ, sư nám thuê tập. Được cô nói, chứ không nãy giờ coi chắc ra dấu không? Nó mới đến lần đầu này nó ở tận miền Nam sao? Cái gì hay quá chứ? Lào Cai ta, ở Lào Cai ta. Lào Cai ta. Cô được rồi cô. Thế số Phan Chin ta. Phan sao cũng to là bà. Cũng nhẹ thôi. Phan Chin, tôi ý chở thì không khoa, sợ ý chở thì không khoa. Phan Lẻ Phương Sư Sư Bức Sẻ. Lẻ Phương Sư Bức cái này cũng là bánh bao hả cô? Bánh màng thầu. Cho màng thầu trắng đi, ăn thử màng thầu. Cô ơi. Như cơ. Ra giấu chứ không biết tiếng cái nó người ta. Chị cứ ăn rồi cả. Chị cứ ăn rồi. Chết rồi. Dạ. Rồi. Để giấu. Nghì cưa hả? Số 1 là Y. 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 Này cái nhỏ. Cái bánh nó mạnh ghê em, bớt mềm 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 mềm. Nhìn đã ghê. Đâu có làm nóng không? Mình nóng. Đem về tụi mình nóng mình nè, đem về Lào Cai. Cô bánh mì các bạn ơi, đợi cưng kỹ cô bánh mì. Bánh các loại, bánh này thì Sài Gòn cũng có nhiều mà. Đó. Rẻ vậy? Bánh đó 4.000, 3.000. Rẻ. Bà đây mình nóng cho mình. Nãy bà kia cũng nói nhờ. Cô kia nói nhờ. Đây là ép à. Hâm nóng. Không có nước chấm. Tự mua nước chấm nước ớt. Trầm trọng.
bánh màn thầu nó có 3.000 nữa các bạn. Rẻ ơi là rẻ, siêu rẻ luôn. Chắc chắn là ngon rồi, ngon rồi. Khu màn thầu, khu bánh bao Trung Quốc mà trời. Promotion là riêng kìa em, khu giảm giá kìa. Khu khuyến mãi. Nhìn mấy bánh cũng đã ghê á. Đã hả? Cái này bánh kiểu dẻo không? Nghe giống bánh bía mình vậy. Milk white on fashion fermented bread. Siêu thị dùng gian mà khang trang đầy đủ đồ, đỉnh thiệt. Mình mà tới siêu thị thì mấy thành phố nhỏ nhỏ Việt Nam mà là lai rai le que này, cũng phải cỡ Sài Gòn mới cỡ có siêu thị cỡ này. Rồi hâm nóng rồi, có nước chấm rồi, tự mua đi. Chứ tôi ngớt đủ rồi. Giống da cuôn. Ừ, giống da cuôn đó em. Dầu. Ở ngoài kia một lóc quá trời, bán nó phô đường vô á, bán quá trời luôn. Có nhiều vị nè em. Này vị bình thường, milk nè, dầu. Đủ vị luôn, vị ngon bự luôn. Khu ngồi giật ngồi ăn á. Hair rest. Đó, mùi thủ cho cuốn á. Còn bạn thử. Bánh, đồ khô, mì gói rồi, mì tự xôi á, chả bá lửa luôn. Để coi đi vòng, đó chưa, đó thì kiếm vô ăn, có Monster, bánh Trung Quốc, rồi gia dụng. Con áo ngoài á, ở ngoài sảnh, ngoài đâu sảnh, ở ngoài đi ra khỏi cái chỗ kia đi, chắc sẵn xuống dưới nữa mới đường ra, rồi là phải đường ra đâu, cái đó đường vô, nãy mình vô cái bên này đường vô đó mà nó để một chiều vô một chỗ ra một chỗ. Mì Hàn Quốc kìa, rẻ không, nghe một lóc á hả, 35 tệ cũng rẻ hơn mình chút đó. Của mình lóc này giá tầm khoảng 100 dưa muối đó. Rồi làm vòng xuống đây nữa rồi, lên lại kia đi, chúng tôi đi ra ngồi tường ở những chấm gì không. Như nó chấm khu nè, nó chấm kìa. Đồ điện máy thương hiệu này Việt Nam cũng có. Bánh trái, máy nước nóng. Đi ra ngoài nó có tiền không, tiền chả chống dính rồi, dao rồi, dụng cụ rồi, mấy bình nước đây. Rẻ không ta? Cũng không rẻ lắm đâu nha. Có thể rẻ hơn mình chút. Siêu thị dưới lòng đất ở Hà Khẩu, Trung Quốc nha các bạn.
đi trong nhà. Khăn, quần slot nhìn cũng được á. Được không? Sờ thử coi giá nha, cũng nhiều giá các bạn. Này quần lót nữ có dép cái kia, lót nam đồ ngủ. Mỹ phẩm xà bông, xà bông giặt đồ, xà bông gội đầu, nước rửa tay, nước rửa tay tí Trung Quốc không à. Nội địa Trung Quốc nha các bạn. Này là cái này băng vệ sinh nè. Nước rửa tay, bông gội đầu các bạn, bông gội đầu các loại. Viên giặt đồ, viên giặt đồ. À, em sắp hết rồi, mua chú xài thử. Nội địa Trung Quốc rồi, cái loại này hay xài nè, mua sữa rửa mặt luôn á. Mình giòn này đã rồi. Sợ xin mà tiếng tàu ha. Còn gì nữa không? Lấy cái của Hành Long. Đâu? 40 tệ nữa. Cái này á hả? 40 tệ là nhiêu? 41 tệ là 130. Mắc quá rồi, không ăn rồi. Cái này Việt Nam bán có 60 rồi. Việt Nam bán 60 rồi, không lấy nha các bạn. Khoảng 130. Thành này Lý Tuy Long à. Như từ lòng tơi cũng mắc à, không có rẻ nha. Mặt à, này khuyến mãi nè. 41. Khoảng 130. Ồ, mấy đâu. Không rẻ hơn nha. Này là sữa bò hả? Sữa. Không thấy cái nước đóng tờ thanh gì kìa hả? Cái nước mà ngon vậy hơn đóng tờ thanh đó. Không, cái nước mà giải nhiệt của nó thấy tụi chị nhập về nó cũng bán. Này sữa. Bạn chạy đánh răng. Đây các bạn. Em nè. Hai bộ ti là khúc
thoải mái. Không bán từng lon nhỏ các bạn, bán nguyên sắp luôn xong mình uống được. Giờ mình ra với bạn mình. À, tính tiền hả? Tính tiền nó này đúng không? Ờ, cái này có 300 đồng, 2.000. À. Ê, 0.5 là 2.500. Cái hồ bồ ti của nó, nguyên lóc á, người ta được review ngon lắm á. Ngon rất là thanh và bán nguyên lóc 35 tệ. Bán lon nhỏ uống thử. Không có mua quà đâu. Ăn thử cái màn thầu bánh bao có một tệ các bạn, 3.5 à, bột không à. Lạc nhách rồi. Lạc nhách rồi mà mấy cô nãy ăn mua quá chị ăn. Cũng được các bạn. Nhưng các bạn sẽ ăn bột là ăn được á. Bột bên mình hơi ngọt, bột đen lạc. Quần áo rồi các bạn. Muốn còn ăn cái bánh. Ăn cũng ok các bạn. Có 1.5 tệ à. Bánh đồ ăn trong đây rẻ quá rẻ. Chạy lớn rồi đó. Rẻ Trung Quốc không? Bao sáu nè. 19.000 thôi à, 19 đồng đồng à. Mấy chục ngàn. Xong rồi các bạn ơi, ra rồi. Không ăn nữa hả? Lấy đồ các bạn. Ở thành phố Hậu á, bạn đi bộ thoải mái luôn, nói đi bộ đã lắm các bạn. Ừ, thấy khen ngon á, thấy nhiều người cũng mua về Việt Nam vậy. Bao nhiêu tiền? How much? 5 tệ. À, 5 tệ là nhiêu rồi? 10 mấy ngàn á. Ra 5 tệ. Xì gơm con miền. Mấy ngàn chai. Chai chai bá lửa luôn. 500ml các bạn. Herbal tea GDB. Cái chương trình khuyến mãi cho Huawei và Bico thì cũng như thế này.
Dễ nhất. Rồi chút nữa đi lên taxi cho nó chở con. Trả tiền cho mình. Trả đâu kia trả tiền về. Biển sáng hả? Nói tên thứ kìa, đọc tên thứ kìa. Còn bị ánh sáng má ơi. Ở đây gọi là công viên ánh sáng các bạn. Các bác này hình như là chuẩn bị đi nhặt rác nè. Cầm cờ đảng các bạn. Cờ đảng Cộng sản Trung Quốc. Đúng chỗ rồi. Còn cái chùa có nhiều khác thôi. Rồi tháp đứng mình chưa xong mình qua thấy hay là đứng ở đây biết nhận thấy không? Theo thì bạn phải có đến cái công viên sức khỏe đến sáng giờ tự mình đặt sáng là lên đèn thì giống mình không để nó theo thì mà mình đâu cần theo thì đâu đi để được không. Thank you.
leo dốc mà. Sức khỏe nha các bạn. Đúng rồi. Mình chắc cũng hết hồn. Đường tàu đi dọc theo đường tàu quá. Cái chỗ đó nằm trên đường tàu. Nó nằm trong nhà ga không ta? Không, nó nằm ở cái công viên nhà. Bây giờ đó mình còn có không gì sao quá mình. Sập vô lại quá giờ cũng còn biết. Nói gì kiểu một hai bao cũng ngồi ăn á. Cái công viên nhỏ không có phải, mình đang múc ở trên đây luôn. Cái phone này không phải. Như đó nên đẹp đẹp. Sáng thì nói với đầu rồi lên đèn chỗ nào mà đẹp tối lên cái cầu rồi nãy cầu này có bắt về lét rồi đây nè. Có cái hình này, cái chữ. Ngã đứng chỗ mát là phải đứng chỗ mát. Mát ra là ngọt. Qua lại luôn.
Mới đi mua đồ quần áo các bạn, mình hay mặc thương hiệu Nike Hà Lan, hay mua ở Sài Gòn, ra qua đây Hà Nội có, mình hiểu được của Trung Quốc, quần áo mặc cũng lịch sự, đơn giản mà vải chất vải rất là tốt các bạn, mình hay mặc cái áo của cái loại thương hiệu này để đi ăn các bạn. Chứ bên quán trà sữa sáng uống thì có bánh cuốn Trung Quốc. Mở món ở đây hả? Nhìn hình coi còn món nào nữa không? Tôm. Các bạn ạ. Dạ. Dạ. Nhà tay chén bánh cuốn nè các bạn. Thanh toán mã QR mà mình không có sử dụng được của người ta. Hai đúng không? Hai chục hả? Hai phần á, kia là hai phần á. Hỏi giá chưa? Rồi, hai tệ. Thôi kia hai phần á. Hai mươi khoản, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, giá bao nhiêu? À, 20 tệ một phần. 20 đồng. Bao nhiêu tiền? 20 đồng. 20 đồng. Còn gì nữa không? Còn gì là hay hay đó. Ai? À? Mười. Lấy mấy cái mà. Lấy cái mê luôn mà. Lấy hai cái này. Cái này bao nhiêu? Cái này bóng luôn. Một cái. Một cái. Còn cái này bao nhiêu? Để mua luôn một cái. Một đồng một cái. Cà hủ một đồng một cái nha bạn, là có 3.500 thôi. Còn cái chả giò kia là 4 đồng. Cứ một đồng là 3.500 nha các bạn. Ok các bạn, giá cũng hợp lý. Không, hỏi này nhiêu mắc rẻ hơn không? Không mọc. Cá, thịt, gà, nấm, đậu hũ thúi. Với chả giò hả? Nó giống chả giò hả? Khoai tây. Thúi quá. Đậu thúi quá. Đủ rồi, lên men thúi quá. Người đầu tiên trong đời ăn đậu hũ thúi nha các bạn. Cái dồi hả? Chuột cũng mà. Cái này bao nhiêu? Phải, nó khoảng bao nhiêu? Cái tiếng Việt rồi. Cái này bao nhiêu? Ba đồng một xiên. Na lông một xiên không phải ba lông. Ô, đến chỗ này là. Năm đồng. Thôi còn cái này. Không để giá lên ha, để hỏi. Cái này 20 lông. 20 đồng là một cặp này. Nhiều. 6 đồng hả? 26 đồng rồi đó. 26 đồng. Cái nào là tính luôn cái này hả? Ừ. Ăn không? Ăn gì lấy. Coi còn cái này. Tiên là tiên mà. Tiên là tiên. Đây là tiên. Đây là tiên. Đây là tiên. Vô đây cũng chiếm lòng lề đường cũng bị bắt hết các bạn. Định rồi ngoài đường mà công an tới. Chưa kịp ngồi luôn mà đã tới. Thôi mới chào.
Dọc bờ sông mình kiếm gai không nè các bạn. Đó. Kia là Việt Nam á các bạn. Bơi qua đây là leo lên đây không được đâu. Bờ này dọc bờ sông kiếm gai không nè. Hả? Dọc bờ sông kiếm gai không à. Thì bởi vậy nó không qua được. Bông bông này nè. Họ bắn nữa giờ. Thành phố vùng biên của người ta mình đầy đủ dịch vụ luôn rồi. Cửa hàng cũng thiết kế khang trang, đẹp đẽ, lịch sự. Đường xá sạch sẽ. Nói đi bộ thoải mái luôn. Bên mình chúng nó đi bộ không có. Đường bánh bao các bạn. Một suất 9 cái mà 8 tệ, 8 đồng. Ngay cửa khẩu luôn. Đó cửa khẩu cái xanh xanh là cửa khẩu đó, các bạn. Xuất nhập cảnh đó. Đó xanh xanh đó là cửa khẩu á. Đi bộ vô đây cái qua đây là chỗ ăn bánh bao. Nó lâu đời bán mấy chục năm rồi. Đây. Bánh bao siêu cảo 8 tệ là khoảng nhiêu tiền? 10 tệ 35 ngàn cũng khoảng 20-30 triệu. Đây cửa khẩu đây các bạn. Nó chỗ xuất cảnh và nhập cảnh. Bạn vừa nhập cảnh vô đây quẹo phải là vô đó là chỗ ăn uống á, ẩm thực của ẩm thực. Với lại ga tàu cũ. Rồi thẳng như kia là mình đi vào thành phố Hà Khẩu. Tạm biệt thành phố Hà Khẩu, tạm biệt Trung Quốc, bây giờ về lại Sài Gòn, về lại nước Việt Nam.
tạm biệt nha. Đây một phòng nhìn chỗ cửa khẩu nè các bạn, đường xá nhìn vào là biết Trung Hoa liền, sạch sẽ, cũng sạch sẽ, đẹp, đường đẹp, vỉa hè đẹp, to rộng, người đi bộ khỏe. Và trong đó là hết sử dụng điện thoại được rồi các bạn. Đi thôi. Về Việt Nam các bạn ơi. Chút cảnh nó ra các bạn. Để ra cái cầu đưa về Việt Nam. Bên đó là khai báo y tế bằng máy á. Khai báo y tế trước bằng WeChat thì dễ hơn, các bạn không có WeChat bạn có thể nhờ mấy người ở cửa khẩu đó làm giùm cho, 20.000 lưới điện lực lời luôn cho nhanh gọn. Đây. Về Việt Nam các bạn ơi. Thì bên đây là cái cầu của bên Trung Quốc này. Kia là Việt Nam các bạn. Với lại các bạn, Trung Quốc Việt Nam, Trung Quốc Việt Nam nè, đứng hai bên luôn nè các bạn. Đó. Ok, chụp anh tắm nữa đi. Về tới Việt Nam rồi các bạn ơi, cửa khẩu quốc tế Lào Cai đây, về khách sạn tắm rửa đi ăn, đi ra thành phố Lào Cai ngày mai đi Hà Giang thôi, ngày mai phải đi thay nhớ thì đi Hà Giang.